Trường Giang tôi lấy Nhã Phương được 3 năm, gặp đủ mọi chuyện. Trường Giang trải lòng về cuộc sống hôn nhân với Nhã Phương sau 3 năm về chung nhà. Gần đây đoạn clip Trường Giang xuất hiện tại lễ cưới khiến dân mạng chú ý. Được biết, nam danh hài đảm nhận vai trò MC ở sự kiện. Diễn viên phim Siêu Sao Siêu Ngố gây xúc động khi có chút trải lòng về gửi lời nhắn nhủ đến cô dâu chú rể về chung nhà. Đặc biệt, anh cho biết kể từ ngày lên xe hoa cùng Nhã Phương, cuộc sống hôn nhân của họ đã trải qua không ít thăng trầm. Bởi lẽ cuộc sống của các cặp đôi trước và sau khi cưới hoàn toàn không phải màu hồng. Trường Giang tâm sự, chú lấy vợ được 3 năm rồi, gặp đủ chuyện mỏi hết trơn. Cái này chú nói thiệt lòng, lúc mới yêu nhau có đám cưới nó khác, lúc cưới nhau, rồi thì cuộc sống vợ chồng có nhiều khá vấn đề, giận hờn, hạnh phúc có, vui buồn có. Đồng thời ông xã Nhã Phương chia sẻ bí quyết giữ lửa khi vợ chồng gặp cảnh cơm không lành canh không ngọt. Nam danh hài nghẹn ngào nói, chú chỉ khuyên một câu. Sau khi chú đã trải qua nhiều năm, đó là sao trong cuộc sống của vợ chồng, con cái dù chuyện gì xảy ra, dù có vui, có giận, hờn, thì vợ chồng đừng chọn cách ai đúng ai sai, hãy chọn hạnh phúc, đơn giản vậy thôi. Trong đoạn clip, khi chia sẻ đã trở nên thịnh hành và lan truyền trên các mạng xã hội, đa số khán giả bày tỏ đồng cảm trước lời nhắn nhủ sâu sắc của Trường Giang. Đồng thời, nhiều cư dân mạng cũng dành sự ngưỡng mộ về cuộc sống viên mãn của vợ chồng giám khảo, thách thức danh hài. Một số tài khoản bình luận dưới, yêu Trường Giang quá đi, đúng là không nên chọn ai đúng ai sai mà hãy chọn hạnh phúc. Câu nói của anh đơn giản mà thấm thía quá. Người đàn ông của gia đình nghĩ về hạnh phúc, cảm ơn anh vì đã truyền cảm hứng đến tình yêu. Trường Giang kết hôn với Nhã Phương vào cuối năm tháng 9 năm 2018. Sau thời gian sống chung, cả hai đón cô con gái đầu lòng vào năm 2019 để đảm bảo an toàn nên gia đình hạn chế lộ danh tính bé trên mạng xã hội. Từ khi trở thành trụ cột gia đình, Trường Giang cho biết anh tập trung làm lụng để chăm lo đời sống vợ con. Trong một game show, nam diễn viên từng gây bất ngờ khi hé lộ, tôi ít khi nào thấy vợ ngồi hay nằm, vì mọi khi đang ngủ sớm, tình mơ tôi phải dậy đi làm. Về nhà, tôi về lúc vợ con đã vào giấc mộng, chỉ dám rón rén vào ngủ. Dù bận rộn nhưng nam danh hài luôn cố gắng sắp xếp thời gian để cạnh gia đình.